thúc tiến độ cao tốc Mai Sơn Quốc lộ 45. Dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Mai Sơn Quốc lộ 45 có tổng chiều dài tuyến khoảng 63,37 km, đi qua địa phận hai tỉnh Ninh Bình 14,35 km và Thanh Hóa 49,02 km. Dự án có tổng mức đầu tư 12.111 tỷ đồng, được khởi công ngày 30 tháng 9 năm 2020, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 tới đây. Khi đoạn tuyến cao tốc Mai Sơn Quốc lộ 45 thông xe, từ Hà Nội về Thanh Hóa sẽ không còn cảnh ùn tắc ở thành phố Tam Điệp như mọi năm. Ông Lương Văn Long, Giám đốc điều hành dự án Mai Sơn Quốc lộ 45 cho biết, giai đoạn đầu dự án, các phương tiện lưu thông trên tuyến Mai Sơn Quốc lộ 45 với vận tốc cho phép 80 km/h. Trên tuyến không có các điểm giao cắt cùng cấp, không vào trong khu dân cư, không có đèn chờ tín hiệu nên không có tình trạng ùn ứ như trên tuyến quốc lộ 1A. Với khoảng cách từ thành phố Thanh Hóa đến thành phố Hà Nội là hơn 160 km, bình thường phải mất từ 2 giờ 30 phút đến 3 giờ, tùy thuộc vào thời điểm trên đường. Còn đi cao tốc từ Hà Nội về Thanh Hóa chỉ mất khoảng 2 giờ, rút ngắn khoảng hơn 30 phút đến 1 giờ. Theo hồ sơ thiết kế, tuyến đường bộ cao tốc Mai Sơn Quốc lộ 45 giai đoạn hoàn chỉnh được xây dựng quy mô 6 làn xe, nền đường 32,25 m, đạt vận tốc thiết kế 120 km/h. Giai đoạn phân kỳ đầu tư xây dựng 4 làn xe hạn chế, nền đường 17 m, đạt vận tốc thiết kế 80 km/h. Ghi nhận thực tế cho thấy, để đảm bảo thời gian thông xe vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, hiện nay, Ban quản lý dự án Thăng Long đang chỉ đạo các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục còn lại như thảm nhựa lớp 2, lắp đặt hệ thống biển báo, vạch sơn, lắp giải phân cách cứng, lưới chống chói, gia cố ta luy âm. Hiện nay các nhà thầu trên tuyến đang khẩn trương thảm nhựa lớp 2 để hoàn thiện. Tổng sản lượng của dự án tính đến thời điểm hiện tại đạt gần 86% so với kế hoạch.